mốt là để anh vào bên đây. Cái này sao? 5 ngày đấy, cái con tuần chứ. Tuần lớn gì vậy? Tuần trước thì thường thời gian nó là bao nhiêu được? 70 ngày. 70 ngày ra xuống tới thu hoạch 60 đến 70 ngày. Mau lắm. Coi chứ một tháng là lên đây ra hoa trái rồi. Cái này là nó dùng bằng nó giá của nó là bằng đất. Đúng không? Giá thể này mình tự giá thể xem. Mày từ trộn gì? Ừ, trộn có công thức. Công thức mình trộn ra cái gì? Xe dừa, phân bò, dưa lân. Ừ. Nó được nhiều thứ lắm, nói chung là dinh dưỡng đồ phân bón rộng đầy đủ hết. Cái này là mình đi tỉa ha. Tỉa đúng mỹ lắm, nói chung tỉ mỹ lắm. Đạn này tỉ mỹ từng cái một chứ. Thì nếu như sợ chỉ xíu là đi hết. Thì nếu như mà tỉ mỹ thì cái giá thành nó phải cao hơn. Đúng không? Mình giá bán phải cao hơn chứ, cái chất lượng mà. Chất lượng nó đi với tiền, giá tiền mà. Thì đúng rồi. Nó bám mai mốt là nó lên cái là mấy ông này ông buộc nó lên phải không? Buộc xong từ đó nó bám theo lên cái gì? Quấn mỗi ngày mỗi quấn. Đúng rồi. Mà đi quấn từng cây một đúng không? Chứ không phải là để nó trồng cây nó leo. Có chút xíu mà có bông nè. Bông quá trời bông luôn rồi. Nhưng mà mình ở ngoài đây nó không có sâu thì nó á không có ong bướm gì thủ phấn gì hết. Tới lúc mà thủ phấn là đưa ong vô. Đưa ong với thủ phấn bổ sung bằng tay. Cái lưới này là mình nhập đúng không? Lưới nhập hết á, lưới này nhập. Lưới nhập từ Bỉ. Bỉ với Na Uy. Chứ còn Việt Nam mình đâu có xe lưới đúng này không? Đâu đúng không? Việt Nam 3 bữa 371 ngày đi liền. Nó đi liền đúng không? Lưới này lý chịu lực luôn mà. Nó chịu lực luôn nè. Lưới này mà mình đem mình làm cửa sổ á để chống muỗi đúng không? Chống muỗi thưa hơn tí được này, nó tới 64 mét, cái loại 32 mét nhỏ hơn tí muỗi cũng đâu vô. Thì đúng rồi, thì muỗi thì nếu như mà mình làm cửa làm đồ xong rồi mình đêm ngủ mình mở luôn vẫn được. Nhưng mà mình làm lưới dày vậy có sợ lực gió không? Sợ nhất là gió. Gió thâm. Cái thép này là coi vậy, thép chịu lực đó, thép nhẹ mà nó đã cái thép này độc chịu lắm á, chứ không giỡn đâu. Thép hình chữ đường ray nè. Đường U. Thép chịu lực. Đúng không? Kiểu là như là thép chữ U á, bây giờ là sản phẩm là thép chữ U.